Dự án sân vận động tỉnh Bắc Cạn được khởi công vào đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng trên diện tích 20 ha, bao gồm các hạng mục như sân vận động chính, nhà thi đấu, quảng trường, khu vực luyện tập, bãi đỗ xe. Sân vận động chính có quy mô 8.000 chỗ ngồi và có khả năng mở rộng lên 15.000 chỗ. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 26 thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị khán đài của sân vận động, không bao gồm hạng mục sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước và đường dây hạ thế có giá 86,72 tỷ đồng, đang được mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu vào 16h20 ngày 31 tháng 10 năm 2024 tới đây. Theo kế hoạch, công trình sân vận động được đặt mục tiêu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án hoàn tất hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, phát triển thể thao và đào tạo tài năng, tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các giải đấu thể thao và sự kiện quan trọng của tỉnh, góp phần vào việc đưa thành phố Bắc Cạn phát triển thành đô thị loại 2 trong tương lai. Theo thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền vỏ trấu trong sự tích về hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt mô phỏng cánh buồm đang vượt sóng, kết hợp với tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của tỉnh. Mặt sân được thiết kế đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, kèm theo hệ thống đường pitch 8 làn, phục vụ cho các môn thi đấu điền kinh và các sự kiện thể thao khác. Tại hạng mục quảng trường, điểm nhấn chính sẽ là biểu tượng bông hoa bảy cánh, đại diện cho 7 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Biểu tượng này kết hợp với đài phun nước và sân khấu biểu diễn, tạo thành không gian trung tâm dành cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa của địa phương.